Nghe nói là em đi thi bằng lái xe hơi hả? Đúng rồi, em muốn hồ sơ xin việc làm của em phong phú hơn. Với lại nhiều khi sau khi em đã có bằng lái xe hơi rồi á thì cái profile của em á rồ hơn sao, đúng không anh? Nhưng mà bữa giờ em thấy nhức đầu quá à. Em cảm thấy cái nghề lái xe á hình như không có hợp với em anh ơi. Ủa sao kỳ vậy? Anh nghĩ là em phải lái giỏi lắm chứ. Ừ, sao mà em lái giỏi được? Sao không giỏi? Em là chuyên gia lủi mà. Em lủi lạng lách gì ghê lắm. Lũi lạng á, dám giỡn với em vậy hả? Anh giỡn mà. Nè anh giỡn với em vậy thì được, nghe chưa? Chứ anh giỡn với người ta vậy riết hả, có ngày người ta đánh anh phù mỡ đó. Ủa sao phù mỡ? Anh chỉ giỡn với em thôi chứ giỡn người ta đâu. Mà nè, ủa lần trước em nói em thi rồi mà, sao bây giờ còn thi nữa là sao? Thì em thi rồi, nhưng mà là lần trước á, em thi lý thuyết, em đậu rồi. Bây giờ em chuẩn bị em thi thực hành nữa nè. Mới khổ chứ. Ôi, chán quá, không biết vượt qua nổi không nữa anh ơi. Yên tâm đi, anh tin em làm nổi mà. Đi vậy nè. Không biết sau này em lái xe sao ha. Anh nghĩ chắc lái tốt. Lạng lách tay lái lụa. Ý mấy cái mặt em hay lạng lách tay lái lụa hả? Chuyên gia lưỡi nữa. Thôi à. Sao mà nhanh quá vậy nè? Trời ơi, cô bị sao vậy? Cô đập mạnh lên coi. Thầy ơi, nhưng mà bây giờ là nhanh lắm rồi. Đi đập nhanh thêm nữa sao chịu nổi á thầy? Còn sao nữa? Trời đất ơi, cô chạy kiểu này lát ngủ gục mất tiêu bây giờ á. Dạ dạ. Đất ơi. Thôi thầy ơi, nhanh được hơn rồi à. Cô chạy kỹ chưa? Mới có 10 cây số vợ kìa. Nhanh quá thầy ơi, nhanh quá cho con xuống đi thầy ơi. Trời ơi, tôi dạy cô lấy bằng lái xe chứ có phải chạy cô thi con rùa đâu, cô chạy ngang ngửa con rùa luôn á. Không được, con quéo tay quéo chân hết rồi nè thầy ơi. Chạy gì không biết chừng nào mới có được bằng lái. Cho con xuống. Chào cô Tiểu, chào mọi người. Ăn cơm luôn nè My. Thôi không ăn đâu. Con sao vậy? Sao dữ xìu như cọng riêu vậy? Ăn chán chết luôn nè. Vụ gì? Chắc bỏ không thi bằng lái quá cô Liễu ơi. Sao vậy? Tự nhiên tốn đóng tiền nhờ bỏ. Hay lái xe không có năng khiếu rồi. Lái xe mà cũng cần năng khiếu nữa hả? Đúng rồi đó anh, không phải chuyện giỡn đâu. Lái xe phải cần có năng khiếu thiệt á. Em lái chưa được 20 km nữa là em đã thấy sợ muốn chết rồi. Đã vậy cho dù thầy có ngồi kế bên chửi em á, hay là ủng hộ em hay sao đi chăng nữa, em cũng khá lên được. Hồi nào giờ có thấy con vẫn đi xe hơi mà. Cô Liễu, được người ta chở với tự lái sao mà giống nhau được con. Ngồi ghế phụ thì không sao, còn ngồi trước vô lăng là sợ hả? Ừ, không biết sao em bị vậy nữa. Thì để anh tập lái cho em nha. Em chạy nhanh quá ha. Nhanh hơn rùa luôn á. Trời, nhanh hết mức của em rồi đó, không có nhanh hơn rùa nữa đâu. Em biết không, con đường này nè, người ta cho chạy 60 km. Em chạy, để em coi. Trời ơi, chưa tới 25 km/h nữa. Không được đâu anh ơi, tới đây là hết rồi, nhanh lắm rồi. Kìa, người ta đang bóp còi kìa. Trời ơi, làm gì bóp kèn dữ vậy? Người ta cũng phải biết là người ta đang tập lái chứ. Tập lái gì? Người ta bóp còi đúng rồi. Mình cản trở người ta quá mà. Đang rung lắm đúng không? Ê, làm gì vậy? Nè, cái chân anh làm cái gì vậy? Chạy. Em sợ. Thì anh đang giúp cho em đó mà. Trời ơi, em chạy vậy, không biết chừng nào mới có bằng luôn. Từ từ, em cố gắng thôi. Không biết để em lần sau em ráng hơn được không? Chứ lần này chịu hối nổi rồi, đau tim quá à. Tim mình cũng đau quá. Không thể nào nhanh được hả thầy ơi? Bây giờ tới phiên tôi ăn ớt nè. Cô chạy cái kiểu gì thì chừng nào mới có bằng lái xe. Cô đạp nhanh lên giùm tôi.
Không được đâu thầy ơi, cũng không thể nào nhanh thêm được nữa. Đó, cô thấy chưa, cô chạy còn chậm hơn người ta chạy bộ nữa kìa. Cái chân ga nào mới tới phải. Cái gì vậy trời ơi? Ui da, ui da, ui da, ui da, ui da, ui da. Thầy, hai thầy đổi ca cho nhau luôn hả thầy? Chạy nhanh lên. Thầy ơi, thầy nói giống như y chang thầy hồi nãy à. Chạy nhanh lên nhưng mà cũng chạy tới cỡ này thôi à thầy. Tôi không phải là thầy, chạy nhanh lên. Vậy là cô hả? Cầm tôi sẽ là cô phải không? Cô thiệt không? Tao biểu mày chạy nhanh lên con quỷ cái. Thầy, thầy la em cũng không có chạy nhanh được nữa đâu. Em chạy nhanh hết sức có thể thì đừng có la em nữa. Thầy cái đầu mày á, tao là cướp đây. Chạy nhanh lên. Đi dạ. Sao đâu biểu mày chạy nhanh lên mày vẫn là ghê ghê vậy? Anh ơi, em xin lỗi. Tại vì em mới tập lái. Em chạy nhẹ nhanh hết sức à. Không ai thông cảm, anh đổi xe giùm em được không? Trời ơi, anh cướp mình vô ngay cái xe tập lái. Tao biết mày đó. Mày chạy nhanh lên ra đâu đi. Tao biểu mày chạy nhanh mày ra. Mày sao mày vẫn là ghê ghê vậy? Nhanh lên! Em đang chạy cố gắng hết sức rồi. À, mấy anh công an ơi, cứu em! Cứu em! Ê! Hey, mấy người dí theo, tôi bắn con nhỏ này chết theo đó! Đừng dí theo, bắt em về đó! Đừng dí theo! Đồng chí, em còn chưa có tin trước đã. Dừng lại chưa vậy? Dừng rồi anh ơi. Thì chạy chạy nhanh lên. Dạ. Sao mày cứ vậy hoài vậy? Em không chạy nhanh được mà. Kéo của cái xe lên. Kéo cái xe. Chạy nhanh lên. Nó em đã nói rồi. Anh đang tập lái em chưa có bằng mà anh đừng có nạt nổi em. Em lại anh đừng có nổi em nữa. Mày chụp lại đi, tao lại mày, chụp lại. Trời ơi, mày trời ơi. Mày làm ơn mày chạy nhanh giùm tao được không? Tao mới lại mày đó, mày chạy nhanh lên giùm tao đi. Em hôm nay em chưa có bằng lái, mày không có chạy nhanh được đâu. Không biết đổi tàu nha anh. Tao cũng chưa có bằng luôn, mày chạy giùm tao được không? Bây giờ mày có bao nhiêu ga, bao nhiêu số mày đạp hết cho tao, lẹ lên. Không được mà, không có bằng mà. Quẹo phải đi. Từ, đừng thôi em, để em xin nhanh cái. Đừng phải không? Ê, mày xin nhanh, mày báo hiệu công an. Chí theo tao hả? Tắt, không cần. Dạ, anh đừng la nữa. Anh ơi, hình như trước mặt là vô cao tốc hay sao á. Đúng ý tao rồi đó. Bây giờ mày đạp 100 cây số một giờ cho tao, lẹ lên. Không được, anh đừng có bằng anh. Chưa bao giờ vô cao tốc đó. Không được đâu, không chạy được đâu anh, nguy hiểm lắm. Bây giờ mày chạy không? Hay là muốn chết? À, nhanh quá anh ơi. Mày chạy nhanh như vậy đó. Sao mày chạy gờ gờ vậy? Anh ơi, thì ra là tốc độ cao là vậy hả? Đã quá. Trời ơi, thấy tao kêu mày chạy 100 thôi. Mày chạy 120 rồi kìa. Chị nhanh dữ vậy ta? Em không biết luôn á. Anh ơi, em xin ra là dành cái tốc độ anh ơi. Cuối cùng á, cả của bạn
Má, nhỏ tao không có ngủ dậu. Ôi, cảm giác đã quá rồi. Đầu tiên trong đời em luôn á. Con đi, tao mệt quá rồi. Đau hết cái gì đấy ơi rồi. Mày dừng lại đi. Dừng lại ha, anh muốn dừng lại đúng không? Anh ơi, em muốn dừng lại mà kiểu lách bánh như trong phim á, là bấm vô đường anh. Thôi đừng, 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 đừng. Mày tắp vô lề, mày tắp vô lề đi. Rồi, rồi, rồi. Đợt cuối nha. Mời, ơi, bắt tôi đi, tôi đầu hàng. Tôi không dám ngồi xe nhỏ này nữa đâu. Cảm giác đã quá đi. Tóc đỏ đã quá. Trời ơi, chạy tới ghê vậy? Thôi được rồi, trả xe cho anh đi. Lẹ, 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 lẹ. Hả? Không, em không muốn chạy tiếp. Lẹ, nè, 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 nè. Alo, em đâu rồi? Về lẹ đi, trả xe cho anh đi, lẹ đi. Em bị công an hốt rồi. Hả? À? Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.